bảy lời dạy thâm sâu của cổ nhân xưa, càng ngẫm càng thấy tỉnh ngộ. Cổ nhân xưa đã để lại cho chúng ta một kho tàng những lời khuyên, bài học quý giá còn nguyên vẹn giá trị tới tận bây giờ. Ẩn chứa trong mỗi câu châm ngôn là những triết lý nhân sinh, là những thăng trầm từng trải, sâu sắc và ý nghĩa, bất chấp cái sự thay đổi của thời gian. Dưới đây là 7 câu châm ngôn của cổ nhân đầy thâm sâu, giúp cho ta hiểu hơn về đạo làm người. Thứ nhất, đêm không ngủ được, chớ đổ lỗi cho chiếc giường cong. Phàm mọi chuyện trong thiên hạ chỉ xoay quanh 3 điều: việc của trời, việc của người khác và việc của ta. Sống khôn ngoan chính là chỉ để tâm vào những việc của mình, không quản việc của người khác, cũng không cố ý thay đổi ý trời. Nếu như vấn đề là ở bản thân của mình, thì hãy trách mình trước, trước khi đổ tội cho một ai khác. Chỉ cần ta thay đổi chính mình, chuyển biến tâm thái, thì mọi vật, mọi sự xung quanh đều cải biến theo. Đó chính là cảnh do tâm chuyển, cảnh tùy tâm sinh. Thứ hai, thà nghèo mệnh còn hơn nghèo tướng. Nghèo mệnh ý nói sinh ra đã nghèo khó hoặc là không có số làm giàu vậy. Còn nghèo tướng là ám chỉ những kẻ có tính cách nhỏ nhen, soi mói, không độ lượng. Người xưa có một câu: trong lòng có thơ, có sách thì khí phách ắt tự thanh cao. Dù là nghèo tướng hay là giàu tướng, then chốt là phải xem khí chất. Ta không thể nào chọn được nơi sinh ra mình, nhưng mà ta có thể chọn cách sống sao cho ý nghĩa. Sinh trong cảnh nghèo túng chẳng bao giờ đáng sợ bằng việc ta sống ích kỷ, hẹp hòi. Nghèo mệnh chí ít còn có phấn đấu thay đổi. Nghèo tướng mà trở nên đê hèn thì chẳng còn ai kính nể, yêu mến. Thứ ba, trong tâm có lòng cảm tạ, trong mệnh ắt có hậu phúc. Sống trên đời phải có lòng biết ơn. Nếu như được ai đó giúp đỡ thì nhất định phải ghi nhớ. Người có lòng biết ơn thường đối nhân xử thế tài tình, dễ có niềm vui, dễ hài lòng. Họ luôn nhìn vào điểm tốt của người khác, luôn ghi nhớ những điều tốt đẹp mà người khác đã làm cho mình. Mỗi một ngày đối với họ sẽ là một ngày nắng. Mỗi một ngày đều có bạn bè kề bên, cuộc đời sẽ có phúc phận. Trong khi đó, kẻ nào mà luôn tràn ngập hận thù, ganh đua và ghét bỏ, đến cuối cuộc đời chỉ ôm khổ vào thân mà thôi. Sống chân thành, biết cảm tạ, ắt sẽ có cuộc sống tốt đẹp sau này. Thứ tư, chai đầy không lắc, nửa bình kêu to. Người xưa có câu rằng: thà ngậm miệng khiến cho người khác nghi ngờ là mình nông cạn, còn hơn để họ khẳng định cái sự nông cạn của ta. Một người mà càng khoe khoang cái gì nhiều thì chứng tỏ họ càng thiếu đi cái thứ đó. Trên thực tế, những người mà càng không có bản sự gì thì lại càng khoe khoang mình giỏi giang, bản thân mình thế này, thế nọ. Trong khi những người mà thực sự có tài năng, có kiến thức, họ lại rất khiêm tốn, biết cách hạ mình. Thế mới có câu: chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân. Người mà thực sự lợi hại và tài năng rất khó tìm, cũng rất khó mà nhận ra được ở giữa đám đông. Thứ năm, thà rằng ăn cháo mà vui, còn hơn cơm thịt bùi ngùi mày trao. Câu nói này của cổ nhân có nghĩa là không có gì đáng quý hơn sức khỏe, niềm vui và sự hạnh phúc. Thà rằng ta hụp vài ngụm cháo mà thấy lòng mình vui vẻ, thư thái, còn hơn là ăn sơn hào hải vị mà bực bội, tức giận. Chẳng lo chịu khổ chịu mệt, chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Thứ sáu, không sợ mặt đỏ quan công, chỉ e nhếch miệng Bồ Tát. Người ngay thẳng, chính trực, dù có không may nảy sinh ra mâu thuẫn, xích mích với ai thì cũng có thể dễ dàng bỏ qua. Đối với họ, đó chỉ là những vấn đề nhỏ mà thôi, có thể giải quyết được. Chợt đến, chợt đi,
chẳng để trong lòng. Cũng vì thế mà họ chẳng bao giờ ngán ngẩm làm hại bạn sau lưng, luôn trực diện đối đáp. Chính những kẻ mà đạo đức giả thích tỏ ra độ lượng, khẩu Phật tâm xà mới là những người ứng phó khó nhất. Thứ bảy, cá chép lớn bơi ở hồ không bằng cá giếc nhỏ đặt trên bàn. Câu nói này có ý nghĩa là không nên chạy theo những thứ phù phiếm, hão huyền, bỏ gần, tìm xa. Bạn càng không phải hâm mộ hay là ghen tị với người khác, bởi vì điều đó chỉ khiến cho bạn phiền lòng. Tựa như cá giếc kia, dù có nhỏ bé nhưng mà bạn có thể thấy và chạm vào nó. Còn cá chép kia, dù có lớn đến mấy, cũng chỉ là cá ở trong hồ, khó lòng nắm bắt. Hãy trân trọng tất cả những gì mà chúng ta có. Trời không sinh người vô dụng, đất không mọc cỏ vô danh. Vạn vật sinh ra trên đời đều có ý nghĩa riêng. Trời xanh đã sinh ra cho bạn cái tài, ắt sẽ có chỗ cần dùng. Bạn chẳng cần phải ngưỡng mộ người khác, bởi vì ai ai cũng là độc nhất vô nhị, đều là đáng quý như nhau. Tìm ra điểm tốt đẹp của mình, không ngừng cải thiện nó, bỏ đi thói quen xấu, đó đã chính là thành công. Suốt đời chỉ đo người khác dài ngắn, cớ sao không tự xét chính mình. Có những người mà cả đời chỉ biết đi bắt bẻ, bới móc cái khuyết điểm của người khác, mà không quay đầu nhìn xem bản thân mình đang còn cái gì thiếu sót. Chúng ta nên nhìn vào ưu điểm của người khác nhiều hơn, đồng thời tìm kiếm ở bản thân mình những chỗ mà còn chưa hoàn thiện và nỗ lực bắt đầu sửa đổi nó. Đó mới chính là những gì chúng ta nên làm. Biến to, biến nhỏ là rồng. Chỉ to, không nhỏ là sâu. Rồng có khả năng biến hóa, khi thì to lớn, phun sương nuốt mưa, khi lại thu nhỏ, ẩn sâu dưới đáy biển. Con người cũng như vậy, biết khi nào ngẩng đầu kiêu hãnh, lúc nào cúi đầu ẩn nhẫn mới là người trí tuệ. Mọi hành động dù là lớn hay là nhỏ có thể biểu hiện ra trí tuệ và ý chí của một người. Đại trượng phu co được, giãn được, không phải lúc nào cũng phải gồng lên. Thế sự biến đổi khôn lường, cần phải học cách nhìn tình hình mà ứng xử. Lời người nhà như gió thoảng bên tai, lời kẻ lạ tựa kinh vàng chữ ngọc. Chúng ta thường dễ bỏ qua lời khuyên của những người gần gũi, thân thiết, mà lại lắng nghe lời của người ngoài. Nguyên nhân là do là ta coi tình cảm và lòng tốt của người nhà như là lẽ đương nhiên. Họ tất nhiên cũng là hiếm oán trách bạn, và bạn cũng vì thế mà lại ngó lơ họ. Trong khi đó, chỉ cần người ngoài nói, dù là vô thưởng vô phạt, chúng ta lại lắng nghe. Chỉ đến khi người thân mất đi hoặc là không còn khuyên nhủ nữa thì bạn quay đầu lại thì hối hận cũng đã muộn màng rồi. Không sợ mã vương ba mắt, chỉ sợ người mang hai lòng. Mã vương gia với ba con mắt trong truyền thuyết quả thực là một người rất đáng sợ. Càng đáng sợ hơn là những người lòng dạ khó dò. Thành lũy đều là do công kích từ nội bộ mà bên trong bị phá. Đối thủ dù có mạnh tới mấy cũng không thể nào chống lại được cái sự đồng tâm hiệp lực của mọi người. Chỉ e rằng có kẻ lòng mang hai ý, bán đứng bạn bè mà thôi. Vì vậy khi kết giao với người khác nhất định nên thận trọng. Đường xa biết sức ngựa, ngày lâu rõ lòng người. Những tình bạn đã trải qua năm dài tháng rộng mà vẫn bền chặt thì càng xứng đáng để ta trân trọng và tín nhiệm.